Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ Sáu, ngày 16 tháng 2 năm 2024. Và trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở rộng để sơ kết tình hình trước, trong và sau Tết Giáp Thìn năm 2024. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cùng đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm và tìm hiểu tình hình khởi động sản xuất của một số công ty tại các huyện Càng Long, Cầu Kè, Trà Cú và thị xã Duyên Hải nhân dịp đầu xuân mới. Ngay từ những ngày làm việc đầu năm mới, đông đảo công nhân tham gia thi công công trình sân vận động tỉnh Trà Vinh đã quay trở lại làm việc với quyết tâm cùng nhà thầu đưa tiến độ dự án hoàn thành vào tháng 9 năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, sáng nay ngày 16 tháng 2, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở rộng để sơ kết tình hình trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024. Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các cấp ngành trong tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức và chăm lo Tết cho nhân dân theo đúng tinh thần chỉ thị của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhất là trong việc chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và vấn đề lương thưởng Tết cho người lao động ở các lĩnh vực. Trong đó, tỉnh đã quy động trên 71.000 xuất quà với kinh phí trên 34 tỷ đồng để hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bình quân mỗi hộ nghèo nhận 3 phần quà và hộ cận nghèo nhận 2 phần quà. Trong thời gian trước, trong và sau Tết, trên địa bàn tỉnh không xảy ra ổ dịch và ngộ độc thực phẩm, số lượng người khám cấp cứu và tai nạn giảm. Tuy nhiên, tai nạn do pháo nổ, pháo hoa tăng 6 trường hợp. Thị trường các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu tiêu dùng của người dân và sức mua của người dân tăng mạnh. Bên cạnh, tình hình an ninh chính trị được bảo đảm, chưa phát hiện vụ việc phức tạp và chỉ đạo duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân. Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh triển khai kịp thời hiệu quả. Các hoạt động vui chơi giải trí được tổ chức phong phú, bảo đảm cho người dân được vui xuân đón Tết vui vẻ. Chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường đề nghị theo dõi, nắm chắc tình hình công nhân trở lại làm việc sau Tết, đôn đốc công nhân doanh nghiệp sớm ổn định trở lại và tiếp tục tháo gỡ, hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất. Theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, theo đó cần quản lý tốt hệ thống hạ tầng thủy lợi, thường xuyên kiểm tra và vận hành các cống đầu mối phù hợp, không để mặn xâm nhập ảnh hưởng đến diện tích lúa đông xuân của nhân dân và khắc phục có hiệu quả tình trạng sạt lở các tuyến đê bao do triều cường dâng cao. Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án quan trọng, song song đó tập trung hỗ trợ đôn đốc các doanh nghiệp tích cực triển khai thi công các dự án đầu tư mới. Liên quan đến vấn đề xây dựng nông thôn mới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành địa phương tiếp tục hoàn thành các công việc còn lại để xét công nhận theo đúng quy định, tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo hướng tích cực, hiệu quả nhất, hướng tới mục đích cuối cùng là mức sống của người dân không ngừng nâng cao. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Đảng ủy Sở Khoa học Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh tăng cường nghiên cứu phát triển và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để phục vụ sản xuất cho nhân dân, nhất là cần đột phá về công tác phát triển giống các loại cây con chủ lực của tỉnh. Bên cạnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và chỉ đạo nhiều vấn đề quan trọng về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong tỉnh. Chiều hôm qua ngày 15 tháng 2, nhằm ngày mùng 6 Tết, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cùng đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm và tìm hiểu tình hình khởi động sản xuất của một số công ty tại các huyện Càng Long, Cầu Kè và Trà Cú nhân dịp đầu xuân mới, xuân Giáp Thìn 2024. Đoàn đã đến thăm và tìm hiểu tình hình khởi động sản xuất đầu năm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hanjan Electronics Việt Nam tại ấp Phú Phong 3, xã Bình Phú, huyện Càng Long. Đây là công ty đã đi vào hoạt động trên một năm nay và chuyên sản xuất gia công phụ tùng dây điện ô tô cho các hãng xe lớn như Hyundai, Kia. Công ty đang có 800 lao động đang làm việc tại đây. Hiện nay công ty đang thiếu 200 lao động phổ thông. Trong năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng công ty đã duy trì sản xuất ổn định, doanh thu tăng so với năm 2022, đảm bảo thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động. Đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm An Phước, ấp Vinh An, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè. Đây là công ty chuyên sản xuất hàng nông thủy sản. Hiện công ty có trên 150 lao động đang làm việc tại đây và đang thiếu 150 lao động.
lãnh đạo công ty thông tin với đoàn công tác về tình hình hoạt động sản xuất của các công ty trong năm 2023 và kế hoạch sản xuất trong năm 2024. Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất công nghiệp Lefaso tại ấp Kosla, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cúng. Công ty chuyên sản xuất giày thể thao, hiện công ty có gần 3.000 lao động đang làm việc tại đây. Năm 2024, công ty đang có kế hoạch tuyển dụng gần 2.000 lao động. Trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2024, hầu hết các công ty đều thưởng Tết cho người lao động thấp nhất là 1 tháng lương. Dịp này, lãnh đạo các công ty kiến nghị đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành tỉnh. Trong đó có hai vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm, đó là mở rộng một số tuyến đường từ trục chính đến các doanh nghiệp nhằm phục vụ lưu thông hàng hóa đối với các loại xe có trọng tải lớn. Vấn đề thu hút nguồn lao động tại địa phương, đáp ứng nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2024 cũng như những năm tiếp theo. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn thông tin đến lãnh đạo các công ty về những kết quả nổi bật đạt được của tỉnh Trà Vinh trong năm 2023 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội và kế hoạch trong năm 2024. Đạt được những kết quả trên của tỉnh trong năm 2023 là có sự đóng góp một phần của các công ty. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc mừng những kết quả mà các công ty đạt được trong năm 2023. Đồng thời, đề nghị các công ty tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương tùy theo chức năng nhiệm vụ được giao, sớm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để có giải pháp giải quyết thỏa đáng các nội dung mà doanh nghiệp kiến nghị phù hợp với quy định phát triển chung của tỉnh. Nhân dịp đầu năm mới Xuân Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn chúc lãnh đạo các công ty và người lao động năm mới nhiều niềm vui. Trong năm mới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành các nhiệm vụ được giao để góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cũng trong chiều hôm qua, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh đã tổ chức đoàn đến thăm và tìm hiểu tình hình khởi động sản xuất đầu năm 2024 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Duyên Hải. Đến thăm và phát biểu tại công ty nhiệt điện Duyên Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện ghi nhận biểu dương năng lực sản xuất đạt 10 tỷ kWh điện trong năm 2023, đóng góp gần 1.000 tỷ đồng vào ngân sách tỉnh, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 1.200 lao động, trong đó có trên 700 lao động là người địa phương và tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn công ty nhiệt điện Duyên Hải phát huy thành tích đạt được, thực hiện đạt kế hoạch được giao là sản xuất 18 tỷ kWh điện. Đồng thời tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc triển khai nhiệm vụ sản xuất, góp phần cung cấp nguồn năng lượng điện cho quốc gia. Tại công ty nhiệt điện Duyên Hải 2 Yanakusa Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện quan tâm thăm hỏi và gửi lời chúc mừng đầu năm mới đến toàn thể đội ngũ kỹ sư và người lao động đang làm việc tại công ty. Đồng thời mong đơn vị tiếp tục phát huy thành tích đạt được, ra sức lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm để góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia với công nghệ mới hiện đại và đóng góp vào ngân sách tỉnh, góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tăng giá trị GRDP của tỉnh. Đối với những khó khăn của doanh nghiệp, tỉnh sẽ phối hợp xử lý và hỗ trợ để kiến nghị trung ương những vấn đề vượt thẩm quyền của tỉnh. Báo cáo với đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện công ty nhiệt điện Duyên Hải 2 cho biết, đầu năm 2024, đơn vị tiếp tục khởi động tổ máy 1 và phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao là sản xuất 900 triệu kWh điện. Đến thăm và phát biểu với đại diện công ty cổ phần điện gió Trà Vinh 1, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện đánh giá cao năng lực vận hành sản xuất điện của doanh nghiệp với trên 150 triệu kWh điện được sản xuất trong năm 2023 là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, áp dụng công nghệ hiện đại. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy phong trào thi đua lao động sản xuất để phấn đấu sản xuất đạt kế hoạch đề ra trên 161 triệu kWh điện vào năm 2024, góp phần giải quyết việc làm, đóng góp vào ngân sách tỉnh và tạo hình ảnh mới cho quê hương Trà Vinh. Cũng trong chuyến thăm và làm việc đầu năm này, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến gặp gỡ và tìm hiểu tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp dịch vụ du lịch tại khu du lịch biển Ba Động. Theo các doanh nghiệp, trong dịp Tết năm nay đã thu hút đông đảo du khách gần xa đến tham quan, vui chơi giải trí tại khu du lịch. Cụ thể, đến chiều ngày 15 tháng 2, nhằm ngày mùng 6 Tết, nhưng lượng khách đến du lịch Ba Động vẫn còn đông đúc. Theo đó, các đơn vị tăng cường các dịch vụ phục vụ với giá cả phù hợp và bảo đảm an toàn cho du khách. Tại các nơi đến, lãnh đạo các doanh nghiệp cho rằng, việc thăm hỏi động viên và cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp ngay đầu năm mới sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, đó là sự quan tâm, là nguồn động lực quan trọng để giúp các đơn vị doanh nghiệp và người lao động không ngừng phấn đấu trong lao động sản xuất để tạo ra giá trị cao nhất, đóng góp một phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh,
góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển của các cấp lãnh đạo tỉnh Trà Vinh đã đặt ra trong năm 2024 này. Ngày 15 tháng 2, Thành ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh chủ trì hội nghị. Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, khắc phục sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường nội ô, lắp đặt các khẩu hiệu tuyên truyền trên các tuyến đường trung tâm thành phố, tổ chức chương trình giao lưu Lân Sư Rồng mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn, chỉ đạo kiểm tra 125 cơ sở sản xuất thực phẩm kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhắc nhở xử lý 3 trường hợp vi phạm, chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa, bố trí sắp xếp chợ Tết trên một số tuyến đường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán, hạn chế ùn tắc giao thông. Qua kiểm phục vụ Tết Nguyên đán của hai làng qua đã tiêu thụ trên 90% số lượng sản phẩm, thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách về an sinh xã hội, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, tặng quà cho người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ nghèo, hộ cận nghèo vui xuân đón Tết. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh ghi nhận những kết quả đạt được của thành phố trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các phòng ban ngành và phường xã tiếp tục chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chỉnh trang đô thị, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, tập trung thực hiện công tác tuyển quân năm 2024, tăng cường phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ trên địa bàn thành phố, tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan môi trường, nâng cao các tiêu chí còn đạt thấp của đô thị loại 2, tập trung vào thực hiện đề án mở rộng thành phố Trà Vinh, thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu nghị quyết năm 2024, các nhiệm vụ trọng tâm bức xúc của tỉnh chỉ đạo và của thành phố, tập trung công tác xây dựng đảng, chỉ tiêu biên chế công chức viên chức, chuẩn bị nhân sự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Ngày 15 tháng 2, huyện ủy Cầu Kè tổ chức hội nghị sơ kết các mặt công tác trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ông Nguyễn Quang Khải, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 để mọi người mọi nhà đều đón Tết cổ truyền của dân tộc được sum vầy và hạnh phúc, huyện ủy Cầu Kè đã chỉ đạo các ngành địa phương tổ chức chi quà Tết của Trung ương, của tỉnh kịp thời cho hơn 5.300 gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra còn vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ trên 9.000 phần quà Tết tặng cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng kinh phí phục vụ cho các hoạt động trên hơn 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện ủy còn chỉ đạo tăng cường đảm bảo vệ sinh cảnh quan môi trường, chỉnh trang đô thị, kiểm tra an toàn thực phẩm, quản lý thị trường hàng hóa, đảm bảo phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của nhân dân, tăng cường theo dõi và triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh nguy hiểm trên người. Lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông được tăng cường đảm bảo ổn định, tạo điều kiện cho nhân dân trong huyện vui xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 được an toàn. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư huyện ủy Cầu Kè Nguyễn Quang Khải đề nghị các ngành địa phương trong thời gian tới cần tập trung tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, thường xuyên kiểm tra các đoạn đê bao, cống bọng xung yếu để kịp thời gia cố, tránh triều cường dâng cao làm sạt lở gây ngập úng. Đồng thời theo dõi độ mặn trên các sông, cống đầu mối để vận hành đóng mở điều tiết nước phù hợp phục vụ sản xuất và nhu cầu dân sinh. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công nạo vét các tuyến kênh thủy lợi nội đồng, các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm năm 2024. Tiếp tục xây dựng, nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Quan tâm công tác tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, đẩy nhanh tiến độ vận động thành lập, đưa vào hoạt động hợp tác xã du lịch gắn với số hóa trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn huyện. Về công tác xây dựng đảng, Bí thư huyện ủy Cầu Kè yêu cầu các chi đảng bộ cần tập trung triển khai quán triệt nghị quyết năm 2024 của tỉnh ủy, huyện ủy, chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo, mô hình đồng hành cùng người nghèo và mô hình nghe dân nói, làm dân tin do Ban Thường vụ huyện ủy phát động. Trước mắt, các ngành địa phương cần tập trung dồn sức chỉ đạo thực hiện tốt công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2024, đạt chỉ tiêu trên giao. Ngày 15 tháng 2, Thị ủy Dương Hải tổ chức hội nghị sơ kết tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024. Ông Dương Hiền Hải Đăng, tỉnh ủy viên, bí thư Thị ủy Dương Hải chủ trì hội nghị. Tình hình trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã
tổ chức Tết Quân dân năm 2024 gắn với họp mặt mừng Đảng mừng Xuân. Thị ủy thành lập đoàn cùng với các xã phường tổ chức thăm viếng tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, cán bộ hưu và các cán bộ lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, thăm các cơ sở tôn giáo, thăm tặng quà bệnh nhân nằm viện tại Trung tâm Y tế thị xã Duyên Hải. Trong dịp Tết, có gần 27.000 lượt khách đến tham quan các điểm du lịch trên địa bàn thị xã, tổ chức chương trình văn nghệ bắn pháo hoa tại bờ kè sông Long Toàn. Để tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vui xuân đón Tết, thị xã Duyên Hải vận động doanh nghiệp nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh tặng quà cho hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bình quân mỗi hộ được hỗ trợ 2,5 triệu đồng. Hộ cận nghèo thấp nhất trên dưới 1,1 triệu đồng. Thăm hỏi gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình già yếu neo đơn. Nhìn chung, nhân dân thị xã Duyên Hải vui đón xuân Giáp Thìn 2024 với tinh thần vui tươi, đoàn kết, tiết kiệm. Hàng hóa Tết đa dạng về chủng loại, giá cả tương đối ổn định, đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên Đán tuy có ổn định, nhưng có vụ cháy 4 kiosk tại chợ Dân Thành, thiệt hại tài sản gần 2 tỷ đồng. Nguyên nhân cơ quan đang thu thập hồ sơ để làm rõ. Bí thư Thị ủy Duyên Hải Dương Hiền Hải Đăng nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm, nhất là chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2024, phát triển du lịch gắn với sản phẩm du lịch, dự báo tình hình chăn nuôi trồng trọt, tập trung chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình, kiểm tra đầu vào đầu ra thuốc hóa chất trong chăn nuôi, kiểm tra môi trường, xây dựng xã Dân Thành, trường Long Hòa lên phường, vận động học sinh trở lại lớp, chuẩn bị tốt cho đại hội mặt trận các cấp. Chiều hôm qua ngày 15 tháng 2, nhằm mùng 6 Tết, bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã đến thăm hỏi động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng do triều cường tại khu vực Cồn Hô, ấp Mỹ Hiệp A, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long. Đoàn đã đến thăm hỏi động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng do triều cường tại khu vực Cồn Hô, ấp Mỹ Hiệp A, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long vào ngày 10 tháng 2 vừa qua. Triều cường dâng cao kết hợp với sóng to gió lớn gây sạt lở và ngập tràn bờ bao với chiều dài khoảng 794 m. Trong đó bờ bao bị dở dài khoảng 6 mét, sâu khoảng 4 mét, gây ngập hoàn toàn 19 căn nhà và 25 hectare vườn cây ăn trái của 26 hộ dân. Cùng với khu du lịch sinh thái Cồn Hô đều bị ngập nước sâu khoảng 1 mét nước, gây thiệt hại đáng kể. Đến ngày 14 tháng 2, triều cường đã rút, chính quyền địa phương và nhân dân đã gia cố lại đoạn đê bao bị dở, cũng như gia cố những đoạn đê bao khác có nguy cơ sạt lở nhằm khắc phục tạm thời cho người dân. Bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của 26 hộ dân bị ảnh hưởng do triều cường, động viên các hộ dân thực hiện tốt việc tiêu độc khử trùng, vệ sinh khu vực nhà ở, cải tạo chăm sóc lại vườn cây ăn trái. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đề nghị các cấp chính quyền địa phương cần tiếp tục tìm các giải pháp vận động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do triều cường nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh trao tặng cho 26 hộ dân khu vực Cồn Hô mỗi hộ 2 triệu đồng từ nguồn quỹ cứu trợ thiên tai của tỉnh nhằm giúp đỡ cho người dân sớm ổn định, vượt qua khó khăn trước mắt. Nhân dịp đầu năm mới, Hội khuyến học huyện Cầu Ngang tổ chức trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hiếu học đang theo học tại các trường cao đẳng và đại học trong và ngoài tỉnh. Tại buổi lễ trao học bổng đầu xuân Giáp Thìn 2024, huyện có 256 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hiếu học đang theo học tại các trường cao đẳng và đại học trong và ngoài tỉnh được nhận học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Tổng trị giá các suất học bổng là 512 triệu đồng. Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, ông Nguyễn Văn Ngà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cảm ơn các mạnh thường quân, các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện đã đóng góp tiền của, hiện vật chung tay cùng huyện chăm lo thế hệ tương lai của đất nước trong nhiều năm qua. Tâm tình với các em sinh viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho rằng tuy số tiền hỗ trợ học bổng không lớn, không đủ cho cả quá trình học tập của các em, nhưng bằng tấm lòng nhiệt huyết chân thành của các nhà hảo tâm là niềm tin yêu và hy vọng vào các em. Do vậy các em cần nỗ lực học tập thật tốt để trở thành những công dân hữu ích cho xã hội, góp phần sau này xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Theo Hội khuyến học huyện Cầu Ngang, năm 2023, các tổ chức cá nhân cùng với Hội khuyến học huyện hỗ trợ học bổng và đỡ đầu học sinh, sinh viên tiền mặt và hiện vật với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ những ngày làm việc đầu năm mới, sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, đông đảo công nhân tham gia thi công công trình sân vận động tỉnh Trà Vinh đã quay trở lại làm việc với quyết tâm cùng nhà thầu đưa tiến độ dự án hoàn thành vào tháng 9 năm 2024. Nếu bảo đảm hoàn thành theo mốc thời gian trên, thì tiến độ thi công sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch phê duyệt ban đầu.
theo nhà thầu thi công, có gần 80 công nhân cùng đội ngũ kỹ sư của đơn vị đã sẵn sàng bắt tay vào công việc thi công. Các khối lượng công việc tiếp theo của dự án đã được triển khai xây dựng từ cuối năm 2022 đến nay. Đồng thời, các thiết bị máy móc cần thiết cũng được nhà thầu tập kết lại để bảo đảm thi công đạt tiến độ và chất lượng cao nhất. Đơn vị thi công chúng tôi cũng đã nỗ lực hết sức, huy động tối đa tất cả các nguồn lực máy móc, thiết bị, và ban chỉ huy công trình cũng đã túc trực để tháo dỡ kịp thời các khó khăn, các vướng mắc trên công trình. Và các tổ đội với hơn 80 công nhân đã làm việc ngày đêm, không kể những cái khó khăn nắng gió trên công trình, để đưa công trình hoàn thành sớm tiến độ so với trong hợp đồng là dự kiến là 3 tháng. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Trà Vinh là chủ đầu tư và quản lý dự án công trình sân vận động tỉnh cho biết, qua thời gian thi công, đến nay công trình đã đạt hơn 55% so với tổng sản lượng công trình, trong đó có nhiều hạng mục chính đạt từ 70 đến 80%. Trong 18 hạng mục của toàn dự án, thì hai hạng mục quan trọng nhất là khán đài sân vận động 5.000 chỗ và hạng mục nhà thi đấu 2.000 chỗ đã tiến hành thi công, đạt khối lượng công việc khá lớn. Tương ứng với giá trị khối lượng thực hiện đạt gần 61% và gần 54%. Dự kiến là tháng 12 năm 2024, tức là cuối năm nay sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Tuy nhiên trong quá trình thi công và xét cái tiến độ tới thời điểm này thì đơn vị thi công sẽ cam kết với nhà đầu tư thì dự kiến là cuối tháng 9 năm 2024 sẽ hoàn thành. Và chúng tôi cũng tranh thủ phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ đăng cai tổ chức môn bóng chuyền hạng A toàn quốc vào năm 2024, tức là rơi vào thời điểm tháng 10. Thì đây cũng là một cái hoạt động để khai trương cái công trình sân vận động của tỉnh. Công trình xây dựng sân vận động tỉnh là một dự án quan trọng của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nói riêng và của cả tỉnh nói chung. Dự án có tổng mức đầu tư trên 110 tỷ đồng. Dự án sau khi xây dựng xong sẽ là điều kiện luyện tập thể dục thể thao quan trọng của người dân tỉnh nhà. Đồng thời đây còn là yếu tố quan trọng quyết định đến thể thao thành tích cao của tỉnh trong thời gian tới. Thiết chế sân vận động là một thiết chế thể thao quan trọng nhất của tỉnh và chúng tôi cũng đã quyết tâm để thực hiện cái thiết chế này hoàn thành trong cái kế hoạch để hướng đến là Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025. Đồng thời đây cũng là một trong những công trình trọng điểm để hướng đến chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Một ý nghĩa thứ ba mà phải nói rằng là rất quan trọng, đó là khi sân vận động đưa vào hoạt động thì tất cả các hoạt động thể thao của tỉnh sẽ được tổ chức thường xuyên và đã nâng chất cái quy mô tổ chức cũng như cái chất lượng thi đấu trong các cái hệ thống giải thể thao tỉnh cao. Với quyết tâm nỗ lực ngay từ những ngày đầu năm mới cùng với sự chung tay vào cuộc của đội ngũ kỹ sư, người lao động, tin tưởng rằng cuối năm Giáp Thìn này, công trình sân vận động tỉnh có địa điểm xây dựng dọc theo tuyến đường Lê Văn Tám ở phường 9 thành phố Trà Vinh sẽ được hoàn thành đưa vào hoạt động, đáp ứng được kỳ vọng vào sự phát triển chung của thể thao tỉnh Trà Vinh. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là kết quả quan trắc môi trường nước và bản tin dự báo khí tượng thủy văn đêm nay và ngày mai. Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 16 tháng 2, cầu Rạch Róc, Long Hòa, Châu Thành, độ mặn 6/1000, độ pH 7,5, độ kiềm 90 mg/L, nhiệt độ 28 độ C. Bến phà Long Hưng, Hòa Minh, Châu Thành, độ mặn 5/1000, độ pH 7,5, độ kiềm 90 mg/L, nhiệt độ 29 độ C. Sông Vinh Kim, Cầu Ngang, độ mặn 4/1000, độ pH 7,5, độ kiềm 90 mg/L, nhiệt độ 27 độ C. Cầu Ô Lắc, Hiệp Mỹ, Cầu Ngang, độ mặn 11/1000, độ pH 8, độ kiềm 90 mg/L, nhiệt độ 29 độ C. Cống Thâu Râu, Mỹ Long Nam, Cầu Ngang, độ mặn 16/1000, độ pH 7,5, độ kiềm 90 mg/L, nhiệt độ 29 độ C. Cống Ba Diệp, Thanh Hòa Sơn, Cầu Ngang, độ mặn 6/1000, độ pH 8, độ kiềm 125 mg/L, nhiệt độ 31 độ C. Sông Long Toàn, thị xã Duyên Hải, độ mặn 16/1000, độ pH 7,5, độ kiềm 107 mg/L, nhiệt độ 30 độ C. Cầu Sông Văn, Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, độ mặn 17/1000, độ pH 7,5, độ kiềm 90 mg/L, nhiệt độ 29 độ C. Cầu Ba Động, Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, độ mặn 16/1000, độ pH 7,5, độ kiềm 107 mg/L, nhiệt độ 28 độ C. Cống La Bàn, Đông Châu, Duyên Hải, độ mặn 22/1000, độ pH 7,5, độ kiềm 107 mg/L, nhiệt độ 29 độ C.
cầu kênh đào Long Vĩnh Duyên Hải, độ mặn 18 phần ngàn, độ pH 8, độ kiềm 107 mg trên lít, nhiệt độ 28 độ C. Bến đò Phước Thiện, Đông Hải, Duyên Hải, độ mặn 28 phần ngàn, độ pH 7,5, độ kiềm 107 mg trên lít, nhiệt độ 27 độ C. Theo tin từ Đài khí tượng thủy văn Trà Vinh ngày 16 tháng 2, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 17 tháng 2, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có nơi có mùa nhẹ, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ, cao nhất từ 32 đến 33 độ. Mực nước trên các sông chính trong tỉnh, trên sông Cổ Chiên tại dàm Trà Vinh 155cm, thấp hơn ngày hôm nay 15cm. Trên sông Hậu tại thị trấn Cầu Quan 160cm, thấp hơn ngày hôm nay 9cm. Độ mặn cao nhất trên sông Long Toàn tại Long Toàn 12 phần ngàn, nhỏ hơn ngày hôm nay 1 phần ngàn. Độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trà Kha 11,1 phần ngàn, nhỏ hơn ngày hôm nay 1 phần ngàn. Tại Cầu Quan 3 phần ngàn, nhỏ hơn ngày hôm nay 0,7 phần ngàn. Độ mặn cao nhất trên sông Cổ Chiên tại Hương Mỹ 11 phần ngàn, nhỏ hơn ngày hôm nay 0,5 phần ngàn. Trà Vinh 4,3 phần ngàn, nhỏ hơn ngày hôm nay 0,5 phần ngàn. Thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Từ ngày mai giảm dần xuống cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Từ trưa còn ở mức cấp 4, cấp 5, biển động. Từ ngày mai, biển động nhẹ. Vùng biển Cà Mau, Kiên Giang và Phú Quốc, mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 4, có lúc cấp 5. Từ ngày mai giảm dần xuống cấp 4, biển bình thường, có lúc ụm nhẹ.